chân, không giữ tay nhé. Khổ quá chị ơi. Thôi, ba vòng liên tiếp. Bé. Khổ quá. Đưa chai đứng lên. Những cái thử thách hầu như là khó nhất là đều dành cho Bông. Cảm ơn hai chị đã đưa ra những cái thử thách gọi là rất là chông gai. Cảm ơn hai chị đi. Thí sinh đầu tiên Lương Thùy Dương ạ. Dừng, không giữ tay nhá. Chị mentor đi lên và đặt cuốn sách lên đầu mình. Mình cũng hơi căng thẳng nhưng mà phải chiến thôi. Thì ok, chị muốn đặt thì chị đặt đi rồi em đi cho chị xem. Xoay hai vòng, ấy dạ. Khó quá chị ơi. Có lẽ tại vì bạn ấy quá áp lực, thế nên là bạn ấy đi thực sự không giống như Thùy Dương bình thường, rất là mất lửa. Xoay hai vòng. Hay quá Dương ơi, giỏi quá, giỏi quá. Phạm Tuấn Ngọc. Đổi nhạc áo rồi. Tưởng tượng đang đi diễn với một bạn diễn. Bạn diễn đang mặc một cái áo quay dài 6 mét. Dồn dập như vậy thì thật sự cũng khá khó. Tuy nhiên thì cố gắng mình làm tốt nhất trong khả năng của mình. Nguyễn Hoàng Học. Xoay. Thí sinh Hoàng Học, Duyên và Triệu cảm thấy lo lắng nhất trong cái phần ca khúc của bạn. Bởi vì xuất phát điểm của Học là một người sáng tạo về nội dung. Xoay. 3 vòng liên tiếp. Đi ngang. Hai chị cho cái thử thách nó dồn dập lắm luôn á. Vừa mới ra thôi, kêu quay bông dụ. Quay liên tục vòng vòng 3 cái. Diễn đầm đuôi cá. Đá vậy thôi cả, đá tùng rồi. Nhục này không biết rửa xong nào mới hết. Thí sinh cuối cùng xin mời Phương Vi. Ôi đẹp quá, đẹp quá. Phương Vi bước ra quá trời xuất sắc luôn. Thần thái nè, rồi mặt mũi góc cạnh chỗ lắm. Đôi váy nặng 12 cân, dài 1,5 mét. Xoay. Đổi nhạc. Đi ngược. Phương có nghĩ rằng bạn không đi catwalk được. Thì Phương Vi đã có một cái màn lột xác. Bạn ấy có thần thái hơn và bạn có nhiều biểu cảm hơn một chút xíu. Té. Khó quá. Chưa cho đứng lên. Té tiếp. Rớt giày. Tuột cái chân phía trước ra khỏi giày thôi. Rồi xử lý giày đi tiếp. Quay ngược lại chữ đà phây. 1 mét cô đôi thượng hàng. Đi ngược về, cô đôi thượng hàng đi ngược về. Dễ thương. 5, 4, 3, 2, 1. Cảm ơn Phương Vi. Những cái thử thách thì hầu như là khó nhất là đều dành cho Bâu. Bâu xử lý tình huống cực kỳ tốt, cực kỳ tự tin. Phải dành một cái tràng vỗ tay cho Bâu. Có số điểm cao nhất là 14 điểm. Đây chính là Phạm Tuấn Ngọc của team Minh Triệu Kỳ Duyên ạ. Xin chúc mừng team Minh Triệu Kỳ Duyên. Các bạn đã có chiến thắng trong phần Masterclass. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 25 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Maximedia TSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Slack, slack, rack, rack.